VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Tình yêu giờ chỉ còn lại mong trong tình xưa miệt nhoài. Cứ nghĩ xa em là điều tốt nhất cho cả hai. Lời chia tay nói nhiều thành thật, cuối chân trời nắng đang nhạt dần. Chẳng ai trên đời lại như anh, đổi tình yêu để lấy cô đơn. Điều quý giá nhất trên đời là em, tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mắt em rồi chẳng còn gì để mắt nữa, anh ôm trọn tiếng nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em, cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Trách anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban. Một mình anh với cây đèn đổ, ngồi trước lá anh đang suy tư. Chân anh run thì còn đặt nổi phim đâu. Mắt anh cay khi mà nghĩ về quá khứ. Có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình. Giữ im lặng lâu nay không lên tiếng, với hy vọng cùng em đón bình minh. Ok rồi cũng sẽ tan. PSN show ai được cùng sẽ khác. Tình yêu cũng sẽ mục nát khi chúng ta dần là bay. Anh là điều quý giá nhất trên đời là em, tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mất em rồi chẳng còn gì để anh mất nữa, anh ôm trọn tiếc nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em, cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Chúc em ngủ buổi tự đánh mất món quà do trời ban. Thiếu đi chút may mắn để chúng đôi, và chiếc nhẫn cưới mãi mãi sẽ chẳng thể từ đeo lên tay em. Thời gian sẽ xóa đi chuyện của chúng ta, trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi, nhưng lại chẳng thể trả cho anh món quà do trời ban. Chẳng ai trên đời lại như anh, đổi tình yêu để lấy cô đơn. Về nhạc sở trường là khác liền. Bài hát này được viết cách đây 4 năm, khi mà em chia tay người yêu cũ của em. Em và người anh của em cùng viết bài hát này. Và em nghĩ là em sẽ ra bài hát này mà em chưa nghĩ có cái dịp nào để ra. Đây là lần thích hợp nhất em có thể hát bài hát này. Cũng là lần đầu tiên em nói về cái cuộc tình này cách đây 4 năm trước. Lần đầu tiên luôn. Đúng chủ đề chúng ta ngày hôm nay, những điều đầu tiên. Yeah. Hay quá. Và khi mà ra cái bài này lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên bạn ấy nói rằng là đã gạt bỏ được mối tình đó rồi, bây giờ đã sẵn sàng yêu một người yêu mới rồi. Mà tôi nói thật đó nha, tại sao một cái người đẹp trai, hát hay, dễ thương như Song Luân tới giờ vẫn ế là sao trời ơi? Sao anh biết lỡ có người yêu? Có người yêu cho em. Anh Thành biết rõ là em ế mà. Bạn cầu lông. Trời ơi, các bạn nữ ơi, các bạn đang ở đâu ạ? Ở dưới đây nè. Và thưa quý vị, nếu mà các bạn muốn làm quen hoặc là giao lưu với nam ca sĩ đang độc thân Song Luân, hãy gửi mail về cho chúng tôi, themasksingervietnam.vn. Chúng tôi sẽ giảm 10% cho những cuộc gọi đầu tiên. Rồi, cảm ơn Song Luân rất là nhiều.
Giấc mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4, xem đồng thời trên Vion.